Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau, Aribank Cà Mau, quy động tiết kiệm dự thưởng chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Từ ngày 24 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 21 tháng 11 năm 2011, với các kỳ hạn 5, 7, 13 tháng với lãi suất hấp dẫn. Có tổng số 7.066 giải thưởng, 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba, 30 giải tư và 7.000 giải khuyến khích. Giải đặc biệt là 2 ký vàng, 3 chữ A. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch của Aribank tỉnh Cà Mau. Aribank Cà Mau gửi lời cảm ơn và chúc mừng bà Quỳnh Thị Chon, địa chỉ 22 Lý Buôn, phường 2, thành phố Cà Mau, đã trúng giải đặc biệt trị giá 2 ký vàng 3 chữ A và tất cả khách hàng đã tham gia được quy động tiết kiệm dự thưởng chào mừng 60 năm thành lập ngành ngân hàng. Đồng thời xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý khách hàng đã đồng hành cùng sự phát triển của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Aribank Cà Mau rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Gửi tiền vào Aribank là góp thêm nguồn vốn phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn và